Vâng, kính chào các quý anh em trên kênh YouTube của Shop Shipman nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục làm một cái video để sell một sản phẩm anh em nhé. Đấy, kho mình còn rất là nhiều, thì đợt này mình sẽ làm video để xả bớt hàng đi và để lấy vốn để nhập thêm những sản phẩm mới anh em nhé. Đấy, thì anh em nhớ đăng ký kênh YouTube nhé để xem thêm nhiều sản phẩm mới nhé. Còn anh em nào muốn xem nhiều sản phẩm hơn ấy, thì lên Google và chữ zipman.vn nhé, sẽ ra shop mình rồi đấy. Vâng, cây Zippo hôm nay của chúng ta có một cái màu là màu màu đen đen xám anh em nhé, đen xám. Nó là chất liệu là bằng đồng khối, sau đấy được phủ một lớp lớp sơn này là bóng anh em nhé, sơn bóng kiểu như giống như chôm ấy. Đấy, nhưng mà nó là màu 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 gì nhỉ, màu black ID cái gì đấy mình cũng không nhớ rõ đấy, nhưng mà nó có màu xám anh em nhé. Đấy, và sau đấy được khắc laser, cái này là khắc laser nguyên bản từ nhà máy sản xuất ra đã có anh em nhé. Đấy, nên khắc rất là đẹp luôn đấy, rất là mịn. Mà cái này ngày xưa bên mình nhập có mấy cây thôi, nhưng mà mình chẳng buồn bán đấy, không đăng link bán nên là vẫn còn đấy. Cây này có bán lề 5 chấu đều và tròn anh em nhé. Cầm xăng thì tầm khoảng trên dưới 1 tuần gì đấy, rất là đơn giản thôi đấy. Đấy, mặt sau thì nó như thế này, mặt sau có tem như thế này, hoa văn như thế này, cạnh bình đấy. Nó khắc mặt trước và mặt sau. Cây này thì có một đai lõm anh em nhé, một đai lõm đây. Những cái nét chữ rất là tinh xảo luôn. Hàng này là hàng chính hãng anh em nhé, bảo hành trọn đời. Đấy, anh em dùng có vấn đề gì alo cho mình, đồ gãy lưới gà hay là bản lề thì alo cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ bóc tem để test cho anh em nghe. Mặt sau nó đây anh em ạ, mặt trước. Mẫu này thì shop mình có 2 cây thôi. Đấy, tiếng kêu đấy anh em nhé, tiếng kêu cũng khá là ok. Đấy, nắp bên trong rất là sáng óng này. Vỏ bằng đồng phủ chôm chôm màu xám, còn ruột thì bằng thép chuyên dụng không dí, có màu trắng. Đấy, buồng đốt 16 lỗ, hàng chính hãng thì đấy anh em mua thì để ý này, cổ đá đây. Đấy, cao tròn và đều. Đấy, bằng đồng. Đặc điểm nổi bật nhất là bánh xe, bánh xe phải cắt xéo sâu hình quả chám, hình caro đấy, nên là rất là bén lửa. Đây, hàng đời mới thì có một cái sợi chỉ vàng này này anh em, đây, sợi chỉ vàng đấy anh em nhé, quấn quanh. Cái đời mới thì mới có cái đặc điểm này thôi anh em ạ. Đây, mình sẽ rút ruột ra cho anh em xem. Cái này thì vỏ với lấy ruột nó sẽ lệch nhau anh em nhé, lệch nhau 1 năm thì nó cũng không thành vấn đề đâu. Tại vì là nhà máy sản xuất ra thì vỏ ở một dây chuyền nhà máy và ruột ở một dây chuyền nhà máy khác nhau. Đấy, nên khi lắp ghép lại là lệch nhau, có thể lệch nhau 1 năm là bình thường anh em nhé. Đấy, không nói lên vấn đề là hàng chính hãng hay là hàng fake anh em nhé. Đôi khi hàng fake lại cả trùng cả năm cả tháng ấy. Có cả ngày, theo nó cũng trùng luôn cả ngày. Đấy, cái này cũng bằng đồng anh em này. Đấy, bên trong thì như thế này. Bên trong này có mấy cái có màu hơi hoen này, thì mình đổ xăng vào mình dùng thì nó sẽ hết đi thôi. Cái này đơn giản, không thành vấn đề gì. Rất là đẹp. Cái này ngày xưa shop bán giá là 890.000 anh em ạ, 890.000, nhưng mà bây giờ shop sale anh em nhé, sale chỉ còn 690.000 thôi. Đấy, chỉ 690.000 thôi anh em nhé. Anh em muốn mua thì nhanh tay alo cho shop, shop chỉ có 2 cây thôi, sale đến nhập thêm mẫu mới. Đấy, anh em nào muốn mua thì alo nhé, số điện thoại đang chạy dưới màn hình. Anh em trên YouTube nhớ đăng ký kênh nhé, còn ai thì trên Google thì đây, Zipman.vn. Vâng, chào anh em.